Ôi, đến bao giờ con mới biết tự thu dọn đây hả con? Mẹ ơi, sắp rồi ạ. Ôi. Sơn này, Sơn. Dạ. Con có thực sự là muốn lấy con bé đó không? Nếu con không muốn, mẹ có cách giúp con, không phải sợ bố. Thôi mẹ, con đã nghĩ rồi. Đằng nào thì cũng phải cưới, thì cưới ai mà chả được. Giờ mà cưới lại được cả trâu lẫn ngé còn gì nữa. Thì mẹ thấy con chưa sẵn sàng lắm. Với lại mẹ nghĩ, hay con bé đó bẫy con. Mai không bẫy con đâu mẹ. Con thấy cô bé cũng rất hiền lành, lấy cũng được. Ấy là mẹ cũng hỏi lại cho nó chắc. Khi đã quyết rồi thì phải tính dần từng bước. Việc cưới xin cả đời người không thể qua quýt luôn nhôm được đâu con ạ. Mẹ, có gì mẹ giúp con mẹ nhé. Mẹ nghĩ kỹ rồi. Khi đã quyết rồi thì phải tính dần đi. Nhà con bé ở xa, mình chỉ đến thư chuyện một lần thôi. Sau đó đám hỏi đám cưới ta dồn vào một lần cho nó gọn con ạ. Nhưng như thế có đủ lễ nghi không mẹ? Con bé nó đang mang thai mà. Mấy tháng đầu mà cứ chạy đi chạy lại vì mấy cái thủ tục lễ nghi ấy, liệu nó có chịu nổi không? Chưa gì con đã thấy phiền phức rồi mẹ. Đi chơi đấy à? Ừ. Em làm gì mà lâu thế? Không nhanh tay nhanh chân lên được à? Lên xe đi, chiều nay em còn có giờ đấy. Anh này, anh có thân thiết với cái Châu không? Anh có làm cho bạn em ảo tưởng gì không đấy? Em hỏi thế là có ý gì? Không, chẳng qua là em thấy cái Châu nó không thoải mái khi thấy em đi với anh thôi. Vớ vẩn. Có mấy lần nó hỏi anh về vé xem hòa nhạc, anh nhận lời vì con bé chung phòng với em, thế thôi. Thật ra mấy hôm vừa rồi em cũng rối bời lắm. Em không biết là việc cưới xin này có nên hay không nữa. Bây giờ mà em còn nói thế à? Tóm lại là em có muốn cưới hay không? Em nói một câu thôi để anh còn biết. Em có cảm giác anh không yêu em ý. Anh cưới em là vì trách nhiệm, vì bố anh bắt buộc như thế. Em... Thôi, tự dưng lại nói chuyện này ở đây. Lên xe đi. Nhưng em lo lắm. Cưới rồi thì sao? Anh thì lúc nào cũng bay bướm, lại còn có bao nhiêu người vây quanh nữa. Bao nhiêu người vây quanh? Nhưng anh chỉ cưới một mình em. Em vẫn chưa vừa lòng à? Bố mẹ anh bảo đón em sang bàn chuyện đám cưới. Cái mặt em tươi lên một tí, kẻo bố mẹ lại nghĩ là ép em cưới. Nhanh lên, ở đây có bao nhiêu là sinh viên của anh, em cũng phải mạnh mẽ lên. Sắp làm vợ làm mẹ đến nơi rồi đấy. Lên xe đi. Thế thì anh càng phải ở bên cạnh em cho em đỡ sợ đấy. Anh chạy trốn được em chắc. Lên xe đi. Việc cưới xin có những thủ tục nhất định phải đảm bảo. Dù vội vàng, nhưng mà hai bác cũng không muốn cháu phải chịu thiệt thòi. Nên hai bác muốn hỏi xem là ý cháu thế nào. Dạ, cháu cũng không có kinh nghiệm trong việc này. Có gì hai bác chỉ bảo cho cháu ạ. Bác có xem ngày rồi. Cuối tuần này là ngày đẹp. Hai bác sẽ xuống gia đình nhà cháu. Cũng nhân đó là hỏi thăm gia đình và bàn bạc về chuyện cưới xin như thế nào. Vâng ạ. Hai đứa sung tuổi, cho nên là sắp tới phải làm một cái lễ dâng sao giải hạn, rồi sau đấy làm thủ tục dạm ngó ăn hỏi khách khứa như thế nào. Vâng ạ. Bác nghĩ nhà cháu thì xa xôi, mà cháu thì lại đang có em bé, nên là giản lược được cái gì thì cứ giản lược. Theo bác ý, thì đám cưới đám hỏi ta dồn vào làm một, ý cháu thế nào? Dạ, cái này mình phải hỏi xem hai đứa nó thế nào,
rồi còn nhà bên ấy nữa. Chưa gì em đã sắp xếp thế rồi. Em có sắp xếp đâu. Em đang hỏi ý kiến con bé đi thôi. Em hỏi ý kiến như thế thì làm sao con Mai dám lắc? Con với Mai cũng chẳng biết gì mà lắc hay gật. Bố mẹ cứ giúp chúng con đi. Còn quan điểm của con ấy, bớt được thủ tục nào thì hay thủ tục đấy ạ. Ừ.